Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả bạn đến với bài học tiếp theo của khóa học AutoCAD 2020-2021 do Học viện Gizento hướng dẫn. Thì trong bài ngày hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn đó là cái cách mà chúng ta sẽ tạo một cái bản vẽ mới từ phần mềm AutoCAD 2020 và 2021 các bạn nhé. Và khi mà chúng ta mở phần mềm AutoCAD lên thì chúng ta sẽ được một cái giao diện như này. Để chúng ta tạo bản vẽ mới để chúng ta tiến hành vẽ trên cái bản vẽ đó thì các bạn sẽ có những cái cách sau. Thứ nhất là các bạn kích vào biểu tượng chữ A ở đây, kích vào New, được chưa? Đó, sau đó chúng ta sẽ chọn một cái file template mẫu. Thì ở đây nó sẽ có rất là nhiều các cái file template mẫu, nhưng mà thông thường lúc đầu chúng ta dùng cái file ACAD này, được chưa? Sau này thì chúng ta mới tạo ra một cái file template của chúng ta và chúng ta sẽ sử dụng cái file template đó là thường xuyên. Còn đâu chúng ta sử dụng cái mặc định file ACAD này là cái file mà phần mềm AutoCAD nó mặc định tạo ra cho chúng ta rồi. Chúng ta ấn open. Đấy. Và chúng ta cũng có thể kiểm tra xem là đối với cái file template mẫu ACAD như vậy thì nó đang sử dụng hệ đơn vị gì, thì chúng ta gõ lại UL nhé. Đó. Đấy, các bạn nhìn thấy là chiều dài thì đang sử dụng cái kiểu là decimal, đúng không ạ? Rồi góc thì là đồng độ, đúng không ạ? Đấy, còn đâu chúng ta các cái đơn vị khác là đang dùng inch như này. Đấy, thì chúng ta có thể chỉnh lại cái này. Được chưa? Thì đấy là mặc định của nó là như vậy. Còn sau này vào cái phần thiết lập template mẫu cho phần mềm AutoCAD để các bạn có thể sử dụng theo tiêu chuẩn Việt Nam thì tôi sẽ hướng dẫn sau và đi sâu vào phần đơn vị này hơn. Đấy, nhưng bạn có thể kiểm tra sơ bộ khi chúng ta gõ lệnh như này, xem cái template mẫu chúng ta đang dùng cái hệ đơn vị như thế nào các bạn nhé. Tại vì cái phần đơn vị rất là quan trọng. Rồi, đấy là cách thứ nhất. Cách thứ hai là gì ạ? Chúng ta có thể bấm vào cái biểu tượng ở đây. Đấy, Quy New, tức là chúng ta sẽ mở bản vẽ nhanh. Đấy, chúng ta không cần phải thao tác nhiều bước như thằng kia nữa, mà chúng ta kích luôn vào biểu tượng. Đó, ở đây, ta cũng chọn cái file template mẫu. Đó, và chúng ta ấn Open thôi. Cách thứ ba là chúng ta ấn Ctrl L, L thấp đấy ạ. Ctrl L, đó. Sau đó chúng ta cũng chọn file mẫu và chúng ta ấn Open. Đấy, thì đấy là ba cách để chúng ta mở một cái bản vẽ. Và ở đây thì tôi muốn giới thiệu thêm các bạn một cái biến nữa. Đối với phiên bản là ngày xưa thì các bạn khi mở một file mới nó sẽ có một số những cái thiết lập. Ví dụ như là đơn vị này, đo chiều dài, đơn vị góc này, rồi hướng đo này, rồi gì ạ, là định vị ở cái giới hạn của khổ giấy này. Đó, thì đối với phiên bản mới này thì mặc định là chúng ta sử dụng luôn cái kiểu gì ạ, kiểu template rồi. Thì trong đấy là nó sẽ có những cái đơn vị mặc định hoặc là cái template mẫu do chúng ta tạo ra đã có sẵn những cái thứ mà chúng ta thiết lập rồi. Thì bây giờ làm sao mà để hiện ra cái bảng mà chúng ta muốn là thay đổi và chúng ta muốn lựa chọn cái đấy, thì các bạn làm giúp cho tôi. Ở đây thì nó có hai kiểu. Thứ nhất là startup bằng 1 và startup bằng 3, tức là hai biến các bạn nhé. Đây, như phiên bản mới thì bao giờ cái startup mặc định, cái biến startup mặc định nó để bằng 3. Các bạn có thể gõ start startup này. Đấy, các bạn thấy là ở cái chỗ mục là enter new value for startup thì bao giờ để giá trị mặc định bằng 3, tức là khi mà chúng ta để biến nó bằng 3 thì nó sẽ mở luôn ra cái file template mẫu, giống như các bạn ấn Ctrl L hoặc là bấm vào cái biểu tượng mà chúng ta mở một file mới đấy, để chúng ta lựa chọn luôn, đúng không ạ? Nhưng nếu mà chúng ta cho biến lại bằng 1 thì điều gì sẽ xảy ra? Các bạn cùng tôi xem nhé. Thì ngay tôi giới thiệu thêm thôi. Thường là chúng ta cứ để nguyên mặc định nó bằng 3 như này là cũng rất là tiện lợi rồi. Nhưng mà tôi muốn mở rộng thêm để các bạn có thể hiểu hơn và có thể là tùy biến trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng nếu mà chúng ta cần cái biến nó bằng 1. Rồi, chúng ta gõ lệnh start. Cái này thì rất ít người biết nhé các bạn nhé. Đó, rất ít người biết thì tôi hướng dẫn để các bạn có thể nắm được. Startup. Bây giờ chúng ta thay đổi biến vào 1, rồi ta enter. Rồi, thì bây giờ giả sử tôi ấn một file mới, bạn bấm vào đây, hoặc kích vào đây, bấm vào đây, hoặc là ấn Ctrl N, nó thấp đấy, thì cũng như tương tự như nhau. Đấy, thì bây giờ nó sẽ hiện ra cái bảng như này. Create new drawing. Tức là gì ạ? Nó sẽ hướng dẫn chúng ta tạo một cái file bản vẽ mới dựa vào 3 tiêu chí. Cái tiêu chí thứ nhất ở đây đó là start from sketch. Tức là gì ạ? Là chúng ta sẽ chọn được cái hệ đơn vị một là hệ đơn vị inch, đúng không ạ? Thì cái này là dùng cho nước ngoài chúng ta không sử dụng rồi, chúng ta chỉ sử dụng đơn vị metric. Đấy, và khi mà chúng ta kích chọn cái đơn vị metric này từ cái bảng start from sketch này thì nó sẽ mặc định tạo ra chúng ta cái hệ đơn vị là chúng ta sử dụng hệ metric. Và thứ hai nữa là gì ạ, là cái khổ giấy giới hạn này, nó là khổ gì ạ, khổ A3. Bây giờ tôi ấn OK nhé. Đấy, OK. Đấy, thì các bạn đấy, khi mà chúng ta ấn OK phát thì toàn bộ cái thiết lập về gì ạ? Đấy, như bạn mấy ở bản vẽ bên này nó sẽ có những cái thiết lập về những cái ô lưới, đúng không ạ? Nhưng bên này nó sẽ không có, được chưa? Tại vì mặc định cái kiểu thiết lập mặc định cái kiểu thiết lập của cái dạng start from sketch nó sẽ không có các bạn nhé. Và cái khổ giới hạn của khổ giấy mà chúng ta định vẽ nó sẽ là khổ A3. Khổ A3 là khổ như thế nào?
Thì tôi xin giới thiệu một chút về cái phần khổ giấy. Thì bạn có thể mở lên trên mạng, bạn sẽ thấy rất là nhiều các khổ giấy. Thông thường trong bản vẽ về xây dựng dân dụng, chúng ta sẽ có những khổ sau hay sử dụng. Thứ nhất là khổ A4 này, 210 × 297. Khổ A3, 297 × 420. Đây là cái số đầu tiên nó thể hiện cái chiều cao, còn cái số đằng sau nó thể hiện chiều ngang. Khổ A2 là 420 × 594. Khổ A1 là 594 × 841. Khổ A0 là 841 × 1189. Thì chúng ta chọn khổ nào thì tùy các bạn nhé. Ví dụ như nếu mà chúng ta chỉ vẽ một cái công trình rất nhỏ, ví dụ tôi lấy ví dụ là một cái nhà bảo vệ có diện tích khoảng tầm 30m² chẳng hạn, thì chúng ta có thể trình bày bản vẽ trên khổ A4 được đấy. Và một công trình nhà dân khoảng 2-3 tầng, diện tích nhà mỗi sàn khoảng tầm đâu đó 70-100m² một tầng, thì chúng ta có thể là sử dụng cái khổ giấy A3. Khổ giấy A3 là khổ giấy mà được sử dụng phổ thông nhất cho những cái công trình dân dụng thấp tầng các bạn nhé. Đấy, khổ A2 hoặc khổ A1 hoặc khổ A0 thì thường cho dùng những công trình nhà công nghiệp hoặc là những công trình nhà cao tầng. Và khổ này thì quyết định bởi cái gì ạ? Do cái kích cỡ của công trình ở ngoài thực tế, thì chúng ta chọn những cái khổ giấy phù hợp để làm sao mà khi mà trình bày lên trên cái khổ giấy đó, tức là chúng ta đưa một công trình thực tế, chúng ta thu nhỏ vào một cái khổ giấy của chúng ta để chúng ta có thể nhìn rõ đầy đủ các cái chi tiết. Đấy, tại vì nhiều khi một công trình rất là to mà chúng ta đưa vào một khổ giấy rất là bé. Đấy, giả sử như là A4 chẳng hạn hoặc là A3 đối với công trình nhà cao tầng chẳng hạn, thì khi mà chúng ta thể hiện trên đấy thì thứ nhất là chúng ta không thể hiện được hết tất cả thông tin, ví dụ như đối với một cái mặt bằng chẳng hạn, và cái thứ hai đi nhìn rất là bé, tách nhìn rất là bé, đúng không ạ? Đấy, và nó không khoa học, thì như vậy người ta phải dùng những khổ lớn hơn, ví dụ A0 hoặc A1 đó, được chưa? Đấy, thì tùy gì ạ? Cái kích cỡ công trình thực tế mà các bạn muốn thể hiện, nó sẽ có những khổ giấy nó phù hợp bạn nhé. Đó, những công trình bé chúng ta khổ khổ bé, những công trình vừa chúng ta khổ vừa, khổ to thì chúng ta chọn những khổ to để chúng ta mô phỏng kích cỡ thực tế trên cái khổ giấy mà chúng ta lựa chọn. Rồi thì mặc định là khổ A3 là 297 × 420, thì làm sao chúng ta biết là đối với cận lệnh là căng chân new mà chúng ta chọn cái mục start from sketch, đối với mục matrix là chúng ta đang lựa chọn cái giới hạn khổ giấy là khổ A3. Thì bây giờ tôi sẽ vẽ một cái khổ giấy A3 cho các bạn xem. RSC này, được chưa? Enter. Đấy, tôi sẽ cái giới hạn khổ giấy nó sẽ mặc định từ cái trục 0,0, từ góc tọa độ 0,0 các bạn nhé. Đấy, cái lệnh RSC là lệnh chúng ta vẽ một cái đường gì ạ? Một cái hình chữ nhật. Đấy, chúng ta gõ lệnh RSC Enter, và nó bảo là cái điểm đầu tiên là góc tọa độ 0,0. Enter. Rồi, khổ A3 vừa rồi tôi nói là bao nhiêu? 420 và 297. Enter. Lại chúng ta được một khổ A3 này. Đấy, và các bạn biết làm sao mà cái mặc định nó sẽ được giới hạn cái khổ giấy cho nó vẽ ở trong cái khổ này, thì chúng ta có thể là gọi lệnh Z này, A này. Đấy, thì bạn sẽ thấy nó sẽ được vẽ ở trong một cái phạm vi này. Đó, và tại sao lại như vậy? Thì khi mà chúng ta thiết lập như vậy, AutoCAD nó cho chúng ta sẵn một cái diện cái khổ giấy để chúng ta vẽ ở trong cái giới hạn đó. Và quay về cái lệnh là gì ạ? Giới hạn bản vẽ là gì, thì tí nữa tôi sẽ nói tiếp các bạn nhé. Chúng ta sẽ đến cái phần lựa chọn hai, các bạn hiểu lâu nay là như vậy đã. Các bạn có thể gõ lệnh all units, chúng ta có thể kiểm tra nó vẫn để đơn vị là decimal đối với chiều dài góc, đúng không ạ? Đó, và ở đây nó để luôn hệ đơn vị mà chúng ta sử dụng khi chúng ta vẽ là mm này, đó rất là chuẩn rồi, đúng không ạ? Đó, đối với cái template thì nó lại để là gì, là inch, đúng không? Chúng ta lại mất công chúng ta chỉnh lại, đúng không ạ? Ok, rồi tiếp đến, và sử tôi tạo một bản vẽ mới nữa, căng chân new. Chúng ta chọn lựa chọn thứ hai. Lựa chọn thứ hai thì tương tự như cái lựa chọn mà chúng ta để biến startup bằng 3, startup bằng 3, đúng không ạ? Tương tự như vậy. Đó, thì chúng ta sẽ chọn được cái file template mẫu, có thể chúng ta sẽ chọn những cái file template mẫu do AutoCAD nó tạo ra, hoặc là file template mẫu mà chúng ta lưu lại, chúng ta đã thiết lập rồi chúng ta lưu lại, chúng ta sử dụng cho những lần sau để gì ạ? Nó phù hợp với cái công ty của chúng ta, phù hợp với cá nhân của bạn, phù hợp với tiêu chuẩn do trong cái môi trường chúng ta làm việc. Đó, thì cái phần này tôi sẽ hướng dẫn sau các bạn nhé, các bạn hiểu cứ lâu nay như vậy, ok. Đó, lại có gì ạ? Có các cái lưới chúng ta thiết lập mặc định đây. Rồi, tiếp đến thằng chuẩn new nữa, cái lựa chọn thứ ba. Lựa chọn thứ ba là gì ạ? Là chúng ta sẽ thiết lập các cái thông số này theo kiểu từng bước một. Đó, ở đây nó sẽ có hai kiểu, một là advanced là theo kiểu tiêu chuẩn, và quick là theo kiểu nhanh. Chúng ta chọn advanced trước, chúng ta ấn ok này. Đấy, thì thay vì chúng ta chọn cái kiểu đầu nó đã thiết lập sẵn cho chúng ta mặc định như vậy rồi, thì kiểu này chúng ta có thể thay đổi từ đơn vị này, rồi góc này, rồi hướng góc này. Đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn nhé. Đầu tiên là chọn đơn vị, bao giờ chúng ta sẽ chọn là decimal rồi, đúng không ạ? Đấy, còn nếu mà các bạn mà
chọn những đơn vị khác này, nó là những cái đơn vị in này, phù hợp với các tiêu chuẩn các cái nước khác, thì chúng ta thường chọn decimal. Và đây một cái mục nữa là nó bảo là cái tiêu chuẩn giá trị ở đằng sau số gì ạ, số sau phẩy ạ. Ví dụ là các bạn có số lẻ là 15,57 này, 10,56 này, 10,58 này, thường mặc định nó để 4 số. Đấy, thì trong phần mềm AutoCAD ấy, chúng ta thường sử dụng, đối với tiêu chuẩn Việt Nam chúng ta thường để dụng đơn vị là mm rồi. Nên chúng ta lên để cái này bằng 0, được chưa? Chúng ta làm tròn. Ví dụ như 1630, chứ không phải ai là 1630,2 mm cả, đúng không ạ? Chúng ta làm tròn, thì chúng ta để 0. Đạch tiếp, góc. Thì bây giờ nó bảo là chọn đơn vị góc là gì? Thường chúng ta chọn là đơn vị là độ, theo tiêu chuẩn Việt Nam đó, decimal degree, đấy là độ. Ok, tương tự sau độ thì là không có, có lẻ, chúng ta để tròn. Lệch, tùy nhé, tùy các bạn mà trong cái ngành nghề của bạn, nếu mà các bạn cần độ chính xác rất là chính xác, cao, thì bạn có thể đổ để sau số lẻ đối với đơn vị chiều dài hoặc đơn vị góc. Nhưng mà đối với xây dựng dân dụng thì thường là chúng ta không để số lẻ, đúng không ạ? Tiếp theo là angle measure, tức là cái gì ạ? Tức là đây nó nói là gì ạ? Bạn hãy chọn một cái hướng, đây là cái hướng mà gì ạ? Để chúng ta bắt đầu tính cái góc đo của chúng ta. Thì mặc định là chúng ta chọn là East, là đối với đây sẽ có gì ạ? South là Nam, North là Bắc, West là Tây, East là Đông, Đông Tây Nam Bắc. Đấy, và mặc định ấy, theo tiêu chuẩn Việt Nam chúng ta chọn cái hướng Đông. Các bạn nhìn thấy từ tim, tâm của cái hình tròn này ra cái chữ E này thì gọi là cái hướng Đông. Đấy, là cái gì ạ? Là cái điểm đầu tiên để chúng ta định vị đo góc, ví dụ như từ cái tâm của hình tròn này đến cái E này và đo lên trên hoặc đo xuống dưới, đúng không ạ? Đấy, thì đấy gọi là cái mốc để chúng ta chọn, hoặc là chúng ta có thể chọn là diện log. Log thì là từ đây thì là cái gốc bắt đầu, là tính bắt đầu từ gốc 0,0 mà chúng ta đo đó. Nhưng mà thường chúng ta chọn là trục nằm ngang này, đúng không ạ? Đấy, theo tiêu chuẩn Việt Nam, chọn lách thì tùy vào mỗi cái khu vực, mỗi cái nước khác nhau thì sẽ có một cái lựa chọn khác nhau, mà thường chúng ta chọn là cái hướng X này. Là hướng gọi là, các bạn hiểu nôm na gọi là cái hướng để chúng ta bắt đầu để tính cái điểm đo góc từ đâu. Đấy, đo góc từ 0 đến cái điểm E này, hay gọi là hướng Tây. Rồi, lách tiếp. Khi mà chúng ta đã chọn được từ cái điểm 0 đến cái điểm E này là cái hướng bắt đầu, thì nó lại hỏi tiếp là cái hướng của cái góc mà chúng ta bắt đầu tính đấy, là gì. Đấy, ví dụ như là 30 độ, 40 độ thì nó quy ước là cùng chiều kim đồng hồ hay là ngược chiều kim đồng hồ, đúng không ạ? Là dương. Đấy, nếu mà dương là 30 độ thì trong trường hợp nào? Đấy, là từ cùng chiều đồng hồ hay là ngược chiều đồng hồ. Ví dụ như counter clockwise tức là gì ạ? Là ngược chiều kim hồ, tức là xuất phát từ tâm của hình tròn đến chỗ E này và ngược chiều kim hồ là dương. Clockwise có nghĩa là âm, nghĩa là cùng chiều kim hồ có nghĩa là dương. Đấy, thường theo tiêu chuẩn Việt Nam là gì ạ? Chúng ta sẽ chọn cái là ngược chiều kim hồ. Đấy, ví dụ như chúng ta lấy tim của cái hình tròn này đến điểm E và hướng ngược chiều kim hồ có nghĩa là góc dương, được chưa? Rồi, lách tiếp. Đây gọi là gì ạ? Là chúng ta sẽ chọn cái giới hạn bản vẽ. Ví dụ như cái khổ giấy mà bạn muốn, hoặc là cái bản vẽ mà bạn muốn thể hiện ở trên cái khổ giấy này là bao là khổ nào. Đấy, giả sử chúng ta muốn thể hiện cái bản vẽ trên khổ A3, trên khổ A2, A1, A0, mặc định nó để là gì ạ? Khổ A3 này. Đấy, các bạn có thể thay đổi cái thông số này nhá. Đó, đây. Các bạn có thể lên trên mạng các bạn tra để nó dựa các khổ bạn điền đây. Giữa A3 là 420 × 297, bao giờ chúng ta điền cái chiều lớn hơn ở cái mục width, ở chiều nhỏ hơn ở mục length. Length là một chiều cao. Đấy, sau khi xong chúng ta ấn finish. Đó. Thì bây giờ các bạn muốn kiểm tra giới hạn bản vẽ thì như thế nào? Chúng ta vẫn gõ lệnh là SC. Gì ạ? 0,0 enter. Rồi, 420,297. Ok. Được chưa? Rồi tôi ấn Z. Zoom nhé. Đấy. Thì giới hạn bản vẽ nó sẽ được ở trong cái phạm vi này. Rồi, tiếp theo nữa là chúng ta sẽ có một cái thiết lập nữa. Control New này, chúng ta kích lựa chọn thứ 3, chúng ta chọn Quick Setup thì nó sẽ chọn nhanh hơn. Đấy, tức là ở đây nó sẽ bớt những cái lựa chọn ở bên dưới đi. Nó chỉ có mỗi là Ulit là gì, Decimal. Đấy, rồi, giới hạn bản vẽ là cho cái phần chúng ta định vẽ là gì. Đó, thì nó ngắn hơn các bạn nhé. Ok, rồi, thì bây giờ tôi quay lại lôm la, tôi lại giải thích tiếp. Thế thì giới hạn bản vẽ là gì? Để tôi chọn lại cái này đi để cho các bạn hiểu. Để các bạn chọn nào cũng được nhá, tùy thôi. Rồi, đây, giới hạn bản vẽ chúng tôi là khổ A3. Thế giới hạn bản vẽ là gì? Rồi, SC, tôi vẽ cái hình chữ nhật có kích cỡ bằng khổ A3 đó. Rồi, giới hạn bản vẽ là gì? Tức là gì ạ?
Bạn hiểu lâu là nhỉ, giả sử tôi có một cái ô tô ở ngoài đời thực tế, nó có cái chiều dài gần là 5 mét, tôi cứ cho là 5 mét đi, đúng không ạ? Chiều cao là gần 2 mét, tôi cứ cho là 2 mét, tức là 5 nhân 2, kích cỡ thực tế. Và tôi muốn đưa nó vào một cái khổ giấy là khổ A3, là gì ạ? Có kích cỡ là khổ A3 vừa rồi tôi nói 420 x 297. Thế làm sao mà để đưa một cái ô tô đấy, có kích cỡ là dài hơn cái khổ A3 ở ngoài thực tế, đưa vào một cái khổ có kích cỡ bé hơn so với một cái ô tô như vậy. Tức là giống như câu chuyện chúng ta làm sao đưa một con voi vào một cái tủ lạnh nhỉ, đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta sẽ làm như sau. Giả sử cái ô tô của chúng ta là 5 mét, đúng không ạ? Giả sử cứ là 5 mét đi, 5 mét chúng ta chia cho cái gì ạ? 5 mét là tôi tương ứng với cái chiều chiều ngang khổ giấy, và chiều ngang của khổ giấy A3 của chúng ta là 400 bao nhiêu, 400, đây các bạn có thể xem này, 400, 420 chúng ta chia cho 420, tức là chúng ta lấy 5 mét chia cho 420, chúng ta sẽ ra một cái con số là 11,9. Đấy, thì tôi lấy tròn nên là 15. Đấy ạ, tôi lấy tròn nên là 15. Đó, tôi lấy tròn nên là 15. 15, tức là chúng ta sẽ lấy 420. Đấy, bạn có thể lấy 12, 13 thì tùy nhá. Mà thường chúng ta lấy những cái số là 5, 10, 15, 20 đúng không ạ? À, chúng ta nhân với 15. 420, tức là cái 15 là cái hệ số tỷ lệ. Và chúng ta sẽ lấy cái chiều dài nhất của cái ô tô, ví dụ như là 5 mét so với gần chiều cao là 2 mét, thì chúng ta lấy cái chiều 5 mét và chúng ta chia cho cái tỷ lệ khổ giấy này. À, thì chúng ta sẽ lấy là 15 đúng không ạ? Là hệ số tỷ lệ là 15. Lấy 5 mét chia cho 420 thì lại ra 11 phẩy mấy, nhưng mà tôi lấy tròn là 15. Thì tôi lấy sẽ 420, tôi nhân với 15 lần lên. 420 nhân với 15 lần lên thì nó ra 6,3 mét. Đấy, thì tức là gì ạ? Để chứa được một cái ô tô có kích cỡ thực tế như vậy thì cái khổ giấy của bạn nó phải phóng to lên. À, phải phóng to lên chứ không phải là một cái khổ A3 nữa, đúng không ạ? Thì bây giờ tôi sẽ vẽ một hình chữ nhật mới, C 0,0, Enter. Là bao nhiêu đấy ạ? 6.300. Đấy, tôi phóng lên gấp 15 lần. Đấy, có cái chiều này. Rồi, còn chiều kia là bao nhiêu ạ? Lấy 297 nhân với 15. 445, 4455. Và tôi vẽ lại nhé. Sáu nghìn bao nhiêu ạ? 4455 này. Sáu nghìn ba trăm phẩy 4455. Đấy, được chưa? Bây giờ tôi vẽ thử một ô tô, ví dụ như chiều này là 5 mét. Đấy, được chưa? Chiều này là 2 mét, ví dụ vậy, được chưa? Đấy, thì các bạn có thể bắt đầu vẽ chi tiết ở trong cái khổ giấy này. Thì đấy gọi là giới hạn của gì ạ? Của khổ giấy. Thì chúng ta gì ạ? Muốn xác định một cái khổ giấy nó là khổ bao nhiêu thì chúng ta lên xác định cái kích cỡ của cái ô tô đó để chúng ta phóng vào đây. Đấy, hoặc là cái cách ngược lại, đấy là cái thứ nhất là chúng ta phóng to cái phần gì ạ? Cái khung khung tên của bản vẽ lên, nhưng mà có cái tỷ lệ tương đương với cái khổ giấy đó. Cách thứ hai là gì ạ? Chúng ta thu nhỏ cái ô tô đó lại. Thì ví dụ như giả sử bây giờ chúng ta lấy 420, chúng ta chia cho 5 mét, đúng chưa? Đó. Thì chúng ta được 0,084. Thì tôi lấy làm tròn là 0,08. Thì bây giờ tôi lấy cái ô tô là 5 mét nhân với 0,08 bằng 400, đúng không ạ? Thì bây giờ tôi lại vẽ L đây. Có đây là 400. Rồi. Chiều cao của nó là 2 mét chẳng hạn. Thì tôi lấy 2 mét nhân với 0,08 và 160. Đấy, tôi lấy một cái ví dụ đây thôi, các bạn dễ hiểu. Đấy, ví dụ vậy, sau đó tôi mu cái gì ạ? Cái ô tô mà đã được thu nhỏ lại với cái tỷ lệ là 0,08 đấy. Đấy, vào vừa trong cái khung tên này. Đấy, thì nó có hai cách. Cái thứ nhất là gì ạ? Là các bạn vẽ tỷ lệ thực của cái ô tô đó giống như ngoài đời, ví dụ 5 mét, là trong này chúng ta thể hiện là 5 mét, thì lúc đấy chúng ta phải phóng to cái khổ, giả sử chúng ta muốn thể hiện trong khổ A3 nó to lên để có thể chứa được cái ô tô ở tỷ lệ thực đấy, đúng chưa? Đó. Và cái thứ hai là gì ạ? Chúng ta giữ nguyên cái khổ giấy của chúng ta giống như ở ngoài thực đấy, và thu nhỏ cái ô tô lại để làm sao nó vừa trong khổ giấy đó. Thì đấy là cái định nghĩa về giới hạn của gì ạ? Của bản vẽ khi mà các bạn gõ lệnh cánh chữ lưu mà nó hiện ra cái mục gì ạ? Cái mục mà chúng ta phải thiết lập đấy ạ. Đó, đấy chưa? Rồi, thì đấy là cái thứ nhất mà chúng ta
nắm được về giới hạn bản vẽ. Và giới hạn bản vẽ này chúng ta hoàn toàn thay đổi được. Và ở những cái buổi sau thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết về cái lệnh giới hạn bản vẽ này. Đấy, để làm sao mà chúng ta có thể là đã thiết lập một cái giới hạn bản vẽ cho khổ A3, nhưng bây giờ chúng ta muốn là nó đổi sang khổ A3, ổ A2, A1 hoặc A0 chẳng hạn, thì chúng ta làm như thế nào và chúng ta hiểu sâu hơn về giới hạn bản vẽ là như thế nào. Thì ở đây tôi giải thích qua cho các bạn ở trong cái mục mà chúng ta tạo mới bản vẽ để các bạn hiểu là thế tại sao lại như vậy, được chưa? Và tại sao lại phải là A3, A2, A1 và cái lệnh mà tăng trưởng lưu khi mà chúng ta để biến startup bằng 3 ấy, thì nó giúp cho chúng ta thiết lập về đơn vị chiều dài này, đúng không ạ? Đơn vị về góc này, hướng của cái chiều đo này đó, và cái khổ giấy giới hạn mà chúng ta định vị. Và cái lệnh này thường có tác dụng là gì ạ? Là gì ạ? Giới hạn cái bản vẽ chúng ta định vẽ với cái kích cỡ thực tế trong cái khổ giấy mà chúng ta mong muốn đó. Và các bạn sẽ hỏi tôi là thế thì chúng ta để biến cái startup đấy bằng 1 hay là bằng 3 thì nó hợp lý, thì tôi muốn giới thiệu các bạn thêm thôi. Còn thông thường là chúng ta lên để cái gì ạ? Startup, cái biến startup của chúng ta đó, bằng 3 các bạn nhé. Đấy, và cái biến này rất quan trọng để nó ảnh hưởng đến cái việc mà chúng ta gõ lệnh tăng trưởng lưu hoặc chúng ta tạo một cái bản vẽ mới thì nó sẽ tạo ra template hay là tạo ra cái bản kia. Đấy, nhiều bạn bỡ ngỡ không biết là tại sao nó ra cái bản kia và nó không ra như lúc mà anh hướng dẫn là tạo ra một cái template như này. Đấy, thì theo tôi ấy, là các bạn lên để cái gì ạ? Để cái biến startup bằng 3, chúng ta chọn cái file template mẫu của chúng ta mà chúng ta định chọn đó, thì nó tốt hơn rất là nhiều. Tại vì đằng nào mà chúng ta vẫn phải thiết lập lại một loạt theo tiêu chuẩn Việt Nam của chúng ta. Ví dụ như gì ạ? Từ đơn vị này, rồi là dim này, rồi text này, rồi rất là nhiều thứ, layer này, đúng không ạ? Rồi hack này, rất là nhiều thứ, cả thư viện nữa. Đó, thì chúng ta nên đưa cái đó thành cái template theo tiêu chuẩn của công ty chúng ta hoặc cá nhân của chúng ta, chúng ta xếp lại, sau đó mỗi lần chúng ta tạo một bản vẽ mới thì chúng ta lấy cái template đó ra chúng ta dùng thôi. Còn mặc định toàn bộ nó đang để theo tiêu chuẩn của gì ạ? Của nước ngoài hết các bạn nhé. Đó. Thì đấy là lời khuyên của tôi. Thế thì các bạn hãy hỏi là thế thì nếu mà tạo theo template thì nó không tạo được cái giới hạn của cái gì ạ? Cái khổ giấy như anh vừa nói, thì theo tôi cái phần giới hạn khổ giấy cũng không quan trọng nữa các bạn ạ. Ví dụ như khi mà các bạn vẽ theo cái phong cách, đây tôi mở một cái bản vẽ đây. Theo cái phong cách là ở trên model, như hôm trước tôi nói là có hai phong cách là gì ạ? Chúng ta vẽ chỉ ở trên model hoặc là chúng ta vẽ cả model và cả layout, đúng không ạ? Đó. Đây, mất cái tab này rồi thì chúng ta click vào đây, được chưa? Chúng ta click vào tab layout này nó sẽ hiện ra. Đấy. Thì khi mà các bạn đã vẽ ở trên tab, chỉ ở trên tab model thôi thì gì ạ? Mặc định là chúng ta vẽ cái này là tỷ kích thước thật rồi, sau đó chúng ta sẽ có một cái khổ giấy. Đấy, chúng ta sẽ gì ạ? Cho nó vào cái bản vẽ này. Tức là trước khi gì ạ? Trước khi mà các bạn vẽ thì chúng ta đã ướm cái bản vẽ đấy nó phù hợp với cái khổ giấy nào, đúng chưa? Đó. Ví dụ như đối với công trình dân dụng thấp tầng thì chúng ta đã định vị nó ở trong cái khổ A3 rồi. Đó. Và nếu mà công trình nào mà quá cái khổ A3 này thì chúng ta có thể chia nhỏ thành nhiều bản vẽ hoặc là chúng ta thay đổi cái khổ, đúng không ạ? Tức ý tôi nói đây là thường là các bạn gì ạ? Xác định được cái đối tượng chúng ta cần vẽ trong cái khung tên rồi, trong khung tên chúng ta có sẵn rồi, chứ chúng ta không cần phải tạo ra cái giới hạn bản vẽ nữa, đúng không ạ? Và chúng ta có rất là nhiều các cái khung tên để chúng ta có thể căn làm sao cái đối tượng bản vẽ chúng ta phù hợp trong cái khung tên đó. Đấy, mà không cần phải cứ tạo giới hạn bản vẽ. Tức là bản vẽ đấy thì chỉ tạo được một lần thôi, đúng không ạ? Đấy, chứ không thể tạo được nhiều cái khung tên để nhét nhiều cái đối tượng bản vẽ chúng ta vào trên một cái model như thế này. Đó. Thì cái đấy thì người ta tạo ra để các bạn có thể sử dụng trong cái trường hợp chúng ta vẽ một cái đối tượng, một cái bản vẽ nào đó thôi, chứ không có gì ạ, không có nhiều đối tượng, nhiều bản vẽ giống như bạn đang thấy trên hình ở đây. Đó, thì các bạn hiểu hơn nhé, là chúng ta cũng không cần thiết lập cái đó làm gì cả. Ok, đấy, đúng là anh em hiểu như vậy. Còn cách thứ hai là chúng ta vẽ trên gì ạ? Vẽ trên cả model của layout thì chúng ta vẽ model là tỷ lệ 1:1, chúng ta không cần phải giới hạn bản vẽ, không cần phải khung tên A3, 2, 2, 1 gì cả. Đấy, mà chúng sang cái phần layout chúng ta sẽ định nó là gì ạ? Là tỷ lệ của cái đối tượng mà chúng ta vẽ nó là bao nhiêu để phù hợp với cái khung tên đấy. Đấy chưa? Ok. Thì đấy là một cái phần rất quan trọng để các bạn thể nắm được khi mà chúng ta tạo một bộ bản vẽ mới, và cái cách tạo bản vẽ mới nào, và cái biến startup nó liên quan đến cách tạo một bộ bản vẽ mới là như thế nào. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video chia sẻ tiếp theo.